Sự kiện đã thu hút được sự tham gia của 66 tiếp viên hàng không, gồm cả nam và nữ tại cảng hàng không quốc tế Phú Đông. Màn biểu diễn rất sôi động với điệu nhảy là sự kết hợp giữa các động tác hip hop và võ thuật cổ truyền của Trung Quốc. Sự kiện này giống như một bữa tiệc vậy, rất vui vẻ. Chúng tôi hy vọng sẽ để lại cho khách một ấn tượng khó quên trong hành trình về nhà đón Tết. Tết âm lịch là dịp lễ quan trọng nhất trong năm và là dịp đoàn tụ gia đình đối với người dân nhiều nước châu Á, trong đó có Trung Quốc. Những tuần giáp Tết luôn là thời gian cao điểm với hệ thống giao thông nước này, trong khi hàng trăm triệu người cùng đổ về quê một lúc. Theo tính toán của Bộ Giao thông Trung Quốc, mới chỉ trong 4 ngày đầu tuần của đợt cao điểm giao thông dịp Tết âm lịch, người dân nước này đã thực hiện 324 triệu lượt di chuyển. Trong khi đó, cũng theo ước tính của Bộ này, lượng sử dụng phương tiện giao thông công cộng trong dịp Tết Nguyên đán năm nay sẽ tăng với dự kiến hơn 3,6 tỷ lượt di chuyển, trong đó hầu hết là đường bộ. Chính vì vậy, để mua được vé tàu về quê là không hề dễ dàng. Năm nay, kỳ nghỉ Tết ở Trung Quốc sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 âm lịch, thay vì từ ngày 30 tháng Chạp. Quy định này khiến nhiều người bức xúc vì không thể kịp cúng tổ tiên ông bà và quây quần với gia đình vào giao thừa, một trong những thời khắc quan trọng nhất khi đón năm mới.